Xin chào các bạn. Có một phương pháp rất nhanh để giúp cho những cây hoa lan luôn có được rất nhiều nụ hoa. Những nụ hoa phát triển nhanh, cây luôn khỏe mạnh, hoa giữ trên cành được lâu hơn, từ 5 đến 6 tháng. Hoa luôn tươi đẹp và rực rỡ. Hôm nay tôi chia sẻ một cách làm rất dễ để những cây hoa lan luôn phát triển được rất nhiều hoa, hoa luôn tươi đẹp và rực rỡ hơn. Mỗi tuần các bạn hãy tưới nước cho cây. Cách làm này sẽ giúp cho rễ và chất trồng được giữ ẩm. Những cây hoa lan sẽ được phát triển rất nhanh. Và hãy để trong 10 phút. Sau đó các bạn lấy ra. Các bạn hãy sử dụng 4 tép tỏi. Tỏi có chứa rất nhiều kali, có tính kháng khuẩn, khử trùng, giúp cho hoa lan phát triển rất nhanh. Sau đó hãy cắt nhỏ ra. Và hãy cho tất cả tỏi này vào lọ. Sử dụng thêm mật ong. Và hãy dùng một thìa nhỏ. Mật ong có tính kháng khuẩn và có chứa rất nhiều vitamin và dưỡng chất cho hoa lan. Cho vào 1 lít nước. Các bạn đậy kín lại. Và hãy để ở nơi mát trong 1 ngày. Những cây hoa lan đã được trồng lâu, trong khoảng 2 năm, hoặc những cây hoa lan mua về có những chiếc lá đã bị mềm, bị nhăn, các bạn nên thay chậu cho cây. Và điều này rất có lợi đối với những cây khi các bạn đã trồng lâu mà cây vẫn không có hoa. Chúng ta cũng làm như vậy, cắt bỏ hết những rễ hư và những rễ thối. Các bạn cần kiểm tra thật kỹ. Và cách làm này cũng sẽ giúp cho những chiếc rễ mới được phát triển nhanh. Sau 1 ngày, dinh dưỡng hữu cơ trong nước này rất nhiều. Các bạn hãy lọc bỏ cặn. Sử dụng những miếng bông mềm. Và sử dụng nước này, hãy chăm sóc ngay cho các chiếc lá. Nó sẽ loại bỏ nấm, côn trùng như là nhện, bọ trĩ, rịp. Các bạn nên áp dụng cách làm này 14 ngày một lần. Hoa lan sẽ luôn được xanh tốt
và phát triển khỏe mạnh hơn. Hãy nhớ lau dưới mặt lá để ngăn sự phát triển của các loại côn trùng trên hoa lan. Đây là một trong những loại phân bón hữu cơ rất tuyệt vời, giúp cho những cây hoa lan luôn phát triển được rất khỏe mạnh. Chúng ta sẽ để trong 25 phút, bộ rễ sẽ được phát triển rất nhanh. Sau đó các bạn cho nước này vào bình phun. Và chúng ta sẽ phun lên cây hoa lan này. Và với cách làm đơn giản này, nó sẽ giúp cho cây hoa lan của các bạn khi trồng lại thì những chiếc lá sẽ được phục hồi rất nhanh. Và cũng là cách để giúp cho hoa lan không bị nấm, côn trùng. Cây sẽ luôn phát triển được khỏe mạnh hơn. Sau đó các bạn hãy lau sạch lại. Khi những cây hoa lan được làm sạch bụi bẩn, cũng sẽ thúc đẩy quá trình trao đổi chất được dễ dàng và nhanh chóng hơn. Và chúng ta sẽ đặt tất cả những chiếc rễ vào đây. Các bạn cho nước này vào. Và hãy để như thế này trong 25 phút. Nó sẽ rất hiệu quả khi các bạn chăm sóc những cây hoa lan đang bị yếu. Rễ sẽ được phát triển nhanh. Cây rất khỏe mạnh với loại dinh dưỡng này. Các bạn nhớ phun dưới mặt lá. Sau đó các bạn hãy lấy ra và hãy đặt những cây hoa lan này ở những nơi có ánh sáng, tránh nắng chiếu trực tiếp lên những chiếc lá. Cây sẽ phát triển được khỏe mạnh. Cây luôn xanh tốt và được phục hồi tốt hơn. Nó sẽ giúp cho hoa lan của các bạn luôn có được những chiếc lá xanh, cứng cáp và rất khỏe mạnh. Hoa cũng sẽ nở nhiều, tươi đẹp và rực rỡ quanh năm. Khi đặt vào nước này, nó sẽ giúp cho bộ rễ hạn chế bị thối khi các bạn trồng lại. Đừng quên like, chia sẻ, đăng ký kênh và nhấn chuông để tiện theo dõi. Xin chào và hẹn gặp lại. Chúc các bạn thật nhiều sức khỏe và luôn thành công.
Xin chào các bạn. Hôm nay tôi chia sẻ cách hồi sinh hoa lan thối khi đang có cây nhỏ, mà ai cũng làm được. Khi một cây hoa lan đã bị thối và có cây nhỏ phát triển tại đây, những chiếc lá này chứa đựng rất nhiều nấm và vi khuẩn. Các bạn hãy gỡ bỏ hết những chiếc lá này ra khỏi cây. Hiện cây nhỏ đang được phát triển. Và chúng ta phải bỏ hết chất trồng cũ này. Sau đó hãy cắt bỏ hết những rễ hư này. Các bạn cần phải tách cây hoa lan nhỏ này ra khỏi gốc cây. Và hãy gỡ bỏ chiếc lá này. Còn phần này, các bạn hãy gỡ bỏ hết những chiếc lá đã bị thối. Sau đó các bạn sẽ rửa cho thật sạch. Và nó sẽ giúp cho hoa lan của các bạn được phục hồi rất nhanh chóng. Sau đó các bạn sẽ lau khô lại chiếc lá này. Để nó giúp làm sạch bụi bẩn và hoa lan của chúng ta sẽ được hồi sinh nhanh hơn. Các bạn sử dụng 2 tép tỏi. Tỏi sẽ giúp cho hoa lan được phục hồi và phát triển rất nhanh. Và cho tất cả tỏi này vào lọ. Sau đó các bạn sử dụng thêm mật ong. Nó sẽ giúp cho quá trình vận chuyển nước được rất nhanh. Và mật ong cũng có tính kháng khuẩn khử trùng. Hãy dùng một thìa nhỏ, cho vào 1 lít nước. Các bạn sẽ để sau 4 giờ. Sau 4 giờ, các bạn sẽ lọc vỏ cặn. Sau đó các bạn sử dụng nước này. Và chúng ta sẽ lau lá cho cây hoa lan này. Nó sẽ giúp cho cây hoa lan nhỏ này sẽ được phục hồi nhanh hơn. Và cách làm này cũng sẽ loại bỏ nấm, các loại vi khuẩn, làm sạch lá lan và giúp cho cây luôn xanh tốt hơn.
Còn phần này các bạn sẽ đặt vào đây, cho nước này vào, và hãy để như thế này trong 30 phút. Sau đó các bạn sử dụng phần nước còn lại này để chăm sóc cho những cây hoa lan khác. Hãy áp dụng 14 ngày một lần. Hoa lan của các bạn sẽ luôn xanh tốt, khỏe mạnh, không bị nấm, côn trùng. Và đây là một trong những chất hữu cơ rất đơn giản và dễ làm tại nhà. Nó cũng sẽ giúp cho hoa lan của các bạn phát triển rễ rất nhanh. Sau đó hãy lấy ra. Và những chiếc rễ này còn rất khỏe mạnh. Các bạn sẽ phục hồi cây rất nhanh. Và chúng ta sẽ đặt phần gốc này và cây hoa lan này ở nơi mát thêm một ngày nữa. Sau một ngày, khi vết cắt của cây đã được khô lại, các bạn sẽ rất yên tâm để giúp cho hoa lan được hồi sinh dễ dàng hơn. Các bạn hãy đặt cây hoa lan này vào đây, cho nước vào, và nước không chạm vào gốc của cây, chỉ ngập một phần của những chiếc rễ này. Với phương pháp này, cây hoa lan sẽ ra rễ và phát triển được nhanh chóng hơn. Và cũng là cách làm này thì hoa lan của các bạn sẽ luôn được xanh tốt, rễ sẽ phát triển được tốt hơn. Sẽ giúp cho hoa lan được hồi sinh nhanh hơn so với phương pháp bình thường. Và chúng ta sẽ tiếp tục để lại như thế này. Các bạn sẽ trồng lại với vỏ thông khô. Cho vào một ít rêu. Và không tưới nước cho cây trong 2 ngày. Sau 2 ngày, các bạn hãy cho nước vào đây để giúp cho chất trồng được giữ ẩm. Và hãy để trong 10 phút. Sau đó các bạn lấy ra. Và trong những ngày bình thường, chúng ta chỉ tưới vừa đủ ẩm, đặt cây ở nơi có ánh sáng. Và dùng những ly nhựa như thế này đậy lại.
sau 4 tuần tiếp theo, hoa lan đã được hồi sinh. Để đã phát triển rất khỏe mạnh với phương pháp này. Và đây là một trong những cách rất tuyệt vời để các bạn khôi phục rễ khỏe. Đến giai đoạn này, mình chia sẻ thêm cách cho ăn để giúp hoa lan nhỏ được phát triển nhanh hơn. Các bạn hãy sử dụng 2 tép tỏi. Các bạn sử dụng một thìa nhỏ mật ong. Cho vào 1 lít nước. Các bạn sẽ để sau 4 giờ. Sau 4 giờ, các bạn sẽ lọc lấy nước này. Sau đó hãy tưới vào gốc của cây 14 ngày một lần. Nó sẽ giúp cho hoa lan phát triển được nhanh hơn. Sau đó chúng ta lấy ra và để cây vào vị trí cũ. Và đây là kết quả sau 3 tháng tiếp theo. Hoa lan đã được phục hồi, phát triển rất tốt. Rễ đã phát triển rất khỏe mạnh với cách làm này. Mình có thêm nhiều phụ đề, các bạn có thể xem và lựa chọn những phụ đề phù hợp nhất. Đến giai đoạn này, các bạn có thể cho thêm một ít rêu để giúp cho cây được giữ ẩm tốt hơn. Đừng quên like, chia sẻ, đăng ký kênh và nhấn chuông để tiện theo dõi. Xin chào và hẹn gặp lại. Chúc các bạn luôn thành công. Xin chào các bạn. Để những cây hoa phong lan luôn có rất nhiều nụ hoa, những nụ hoa phát triển nhanh, hoa luôn tươi đẹp và rực rỡ, cây cần phải phát triển được khỏe mạnh, xanh tươi tốt. Nếu các bạn có một cây hoa lan đã bị vàng lá và khô héo, chúng ta đừng vội bỏ đi. Hôm nay tôi chia sẻ cho các bạn một cách làm rất dễ. Rễ đã bị hư rất nhiều do chất trồng quá ẩm ướt. Đây là chất trồng công nghiệp, nên các bạn cần phải gỡ bỏ hết những chất trồng cũ này. Cắt bỏ hết tất cả những rễ bị hư.
hãy sử dụng gạo có chứa nhiều vitamin B. Dùng 4 thìa. Cho vào 1 lít nước. Sử dụng thêm mật ong, có tính kháng khuẩn, giúp quá trình vận chuyển nước được nhanh hơn. Dùng 1 thìa nhỏ. Các bạn sẽ cho nước gạo này vào đây. Và hãy để ở nơi mát sau 4 giờ. Và sau 4 giờ, các bạn cho thêm vào 1 lít nước. Các bạn sẽ đặt cây hoa lan vào đây, cho nước này vào, và cách làm này sẽ giúp cho những chiếc lá bị héo rũ sẽ được phục hồi rất nhanh. Và hãy để như thế này trong 25 phút. Sau 25 phút, các bạn lấy cây hoa lan ra. Các bạn sẽ trồng lại với vỏ thông. Cho vào rêu để giúp cho chậu cây được giữ ẩm. Sau đó các bạn sẽ đặt vào nước này. Và chúng ta sử dụng nước này, các bạn sẽ làm sạch lá lại một lần nữa. Nó sẽ giúp loại bỏ bụi bẩn và các loại côn trùng. Đây là một trong những cách rất tuyệt vời để những cây hoa lan có lá bị mềm và bị nhăn, cây sẽ được phục hồi nhanh chóng và dễ dàng hơn. Sử dụng nước này tưới vào gốc của cây. Ngày tiếp theo, các bạn chỉ tưới khi chất trồng khô, không được tưới quá nhiều nước. Đặt cây ở những nơi khô ráo, thoáng mát và có ánh sáng. Cây sẽ phục hồi rất nhanh. Với những cây đang phát triển, các bạn hãy áp dụng cách làm này 14 ngày một lần.
và chúng ta sử dụng nước này. Các bạn hãy phun trực tiếp lên những chiếc lá này. Nó sẽ giúp loại bỏ các loại bụi bặm, các loại côn trùng và giúp cho những chiếc lá hoa lan luôn được cứng cáp và khỏe mạnh. Các bạn nhớ phun dưới mặt lá. Rễ cũng sẽ phát triển được khỏe mạnh hơn với loại dinh dưỡng này. Cành hoa cũng sẽ dài, phát triển nhanh chóng hơn. Và với cách làm này, sau khoảng thời gian ngắn, hoa lan của chúng ta sẽ phục hồi rất xanh tốt. Rễ cũng đã mọc và phát triển được nhanh hơn. Các bạn vẫn duy trì cách làm này 14 ngày một lần. Nó sẽ bổ sung rất nhiều dưỡng chất giúp cho hoa lan yếu và kém phát triển được phục hồi rất nhanh và khỏe mạnh hơn. Hy vọng từ những cách làm đơn giản và rất dễ này luôn giúp ích cho các bạn rất nhiều. Để những cây hoa lan yếu luôn xanh tốt và có rễ khỏe mạnh hơn, đừng quên like, chia sẻ, đăng ký kênh và nhấn chuông để tiện theo dõi. Xin chào và hẹn gặp lại. Chúc các bạn luôn thành công.